Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel Toan ta. Và ở video trước mình có quay về mua một cái hộp đồ chơi ở eBay. Và khi mở ra thì thấy một cái bịch này ha. Mình tưởng cái người giao hàng giao nhầm cho mình. Nhưng mà thật sự là mình thấy trong cái đơn hàng của mình là những món đó là đúng hết ha. Và hôm nay mình có report và message cho anh ta, tin nhắn á, nhắn tin cho anh ta thì anh ta nói cái đó là hàng này là hàng tặng ha, và mình đã check hết rồi, và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem, khi mua ở một cái người mà bán hàng tốt và người ta bạn mua nhiều đồ á, và họ sẽ tặng được cái gì ha, và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem ha. Ở trong đây là một đống rất là nhiều dây sạc và đầu sạc điện thoại iPhone ha. Tất cả là đều từ ở bên trên eBay ha. Và cái hàng này là mình không thực sự không biết hàng chính hãng hay không. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem ha. Là có cái một cái đầu sạc. Rất là nhiều đầu sạc ha. Đầu sạc rất là đẹp. Đầu sạc này mình nghĩ là của iPhone. Mình thực sự thì mình không có xài iPhone ha. Ở đây là nhiều rất là nhiều đầu sạc. LG này. Của LG rồi của Color. Hãng Color này là hãng sản xuất đồ rất là nổi tiếng ha. Rất là nhiều luôn. Và ở đây ta có một đống dây để mà đeo thẻ nhân viên ha. Cái hãng này là các bạn à, các bạn thấy cái hãng này ha. Hãng này là bán điện thoại trả góp ha, rất là rẻ luôn, vô cùng rẻ, các bạn hãy truy cập thử, rất là rẻ. Đây là có ba cọng dây ha. Đây là dây hai cái dây phone ha. Đây. Hàng là của chính hãng không hả các bạn? Đầu sạc này là của Samsung ha. Các bạn thấy nè. Của Samsung ha. Và đây ta có dây sạc iPhone. Và mình đã mình có quét mã vạch hai cọng dây này. Thật sự hai cọng dây này là hàng chính hãng ha. Và giá của nó trên eBay rất là mắc. Hai cọng này một cọng tương đương với 17 đô. Hồi khoảng một năm trước ha. Dây này sản xuất là năm trước là trên 17 đô một cọng. Còn những cái sạc này thì mình không biết là của chính hãng hay là gì, nhưng mà nói chung là của iPhone thì mình không có xài ha. Rất là đẹp, rất là nhiều luôn. Tại vì người ta bán không có được nên người ta sale, mình mua nhiều đồ á nên người ta tặng luôn ha. Vâng. Video đây là hết ha. Nếu các bạn thích hoặc like, hãy like và share hoặc comment cho mình ha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp bạn các bạn lại ở video sau có nhiều đồ chơi ha. Bye bye.